Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ chia sẻ một cái hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý trong suốt tuần vừa qua, khi mà một lái xe tải nặng đã chống đối đến cùng lực lượng cảnh sát giao thông ở Hòa Bình. Không chỉ gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng trong quá trình bỏ chạy, chiếc xe tải nặng với lái xe liều lĩnh còn gây nguy hiểm cho không ít phương tiện trên một quãng đường dài hàng chục km. Và chúng ta hãy cùng xem những cái hình ảnh sau đây nguy hiểm như thế nào. Theo chia sẻ của chủ nhân đoạn clip, hành vi chống đối diễn ra trên suốt quãng đường dài hơn 20 km, tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ngay cả khi một xe cảnh sát truy đuổi phía sau và một xe chặn ở phía trước, người lái chiếc xe tải nặng này vẫn cho xe lao qua. Suốt quãng đường bị truy đuổi, lái xe tải không chỉ cho xe chèn ép xe của lực lượng chức năng, mà lái xe còn bất chấp những xe đang lưu thông cùng, lấn đường, chạy tốc độ cao và không hề có ý định dừng lại. Có thể thấy chiếc xe tải nặng thuộc loại đầu kéo với semi remorque phía sau. Đoạn đường ghi lại những diễn biến của sự việc là rất hẹp. Nếu có những đoạn đường rộng thì là các khu vực đông dân cư và hạn chế tốc độ. Cũng rất dễ thấy trên thùng xe đang chở theo đầy hàng hóa, thế nhưng lái xe vẫn liều lĩnh bỏ qua những nguy hiểm. Được biết chiếc xe đầu kéo này mang biển kiểm soát của tỉnh Sơn La.